7:55 ngày 7 tháng 12 năm 1941, lực lượng hùng hậu 183 máy bay của Hải quân Đế quốc Nhật bất ngờ tấn công căn cứ Hải quân Mỹ tại Chân Châu Cảng gần thành phố Honolulu trên đảo Oahu, tiểu bang Hawaii, mở đầu cho sự can dự của Washington vào Thế chiến thứ hai. Binh lực của Hải quân Nhật Bản gồm tổ hợp 6 tàu sân bay, được 9 tàu khu trục hộ tống được phân chia các nhiệm vụ như sau. Phân hạm đội Liên hợp số 1 gồm 2 tàu sân bay Akagi và Kaga do Đô đốc Nakumo Yoichi chỉ huy chính. Tàu sân bay Akagi do hạm trưởng Kiichi Hasegawa chỉ huy không quân Masuda Sugo. Tàu được giao nhiệm vụ tấn công các thiết giáp hạm USS Maryland, USS Tennessee, USS West Virginia, USS Oklahoma và USS California, tàu chở dầu USS Nelson, căn cứ không quân Hickam, căn cứ thủy phi cơ Ford và khu vực Eva. Tàu sân bay Kaga do hạm trưởng Okada Chisaku chỉ huy, không quân do thiếu tá Sata Naohito chỉ huy, được giao nhiệm vụ tấn công các thiết giáp hạm USS Arizona, USS Tennessee, USS West Virginia, USS Oklahoma, USS Nevada, căn cứ không quân Hickam và căn cứ thủy phi cơ Ford. Phân hạm đội Liên hợp số 2 gồm 2 tàu sân bay Soryu và Hiryu do Phó Đô đốc Yamaguchi chỉ huy chính. Tàu sân bay Soryu do hạm trưởng Yanagimoto Ryusaku chỉ huy, không quân do thiếu tá Kisumoto Ikuto chỉ huy, được giao nhiệm vụ tấn công các chiến hạm USS Nevada, USS Tennessee, USS West Virginia, USS Utah, USS Helena, USS California, USS Freeline, sân bay Wheeler và cơ sở sửa chữa máy bay Bamberg. Tàu sân bay Hiryu do trạm trưởng Kako Tomio chỉ huy, Amagai Takahisa chỉ huy không quân, được giao nhiệm vụ tấn công các chiến hạm USS Arizona, USS California, USS West Virginia, USS Oklahoma, các công trình ngầm và cơ sở sửa chữa máy bay tại Bamberg. Phân hạm đội Liên hợp số 5 gồm 2 tàu sân bay Sokaku và Zuikaku do Đô đốc Chuichi Hara chỉ huy với sự phân công nhiệm vụ như sau. Tàu sân bay Sokaku do hạm trưởng Chojima Takasugu chỉ huy, Wada Tetsujiro chỉ huy không quân, được giao nhiệm vụ tấn công căn cứ không quân Hickam, sân bay Kaneohe và các trận địa cao xạ. Tàu sân bay Zuikaku do hạm trưởng Yokokawa Ichibe chỉ huy, Shimoda Hisao chỉ huy không quân, được giao nhiệm vụ tấn công căn cứ không quân Hickam, sân bay Kaneohe và các trận địa cao xạ. 6 tàu sân bay kể trên thuộc 3 hạm đội Liên hợp số 1, số 2, số 5 được hộ tống bởi một hạm đội tàu nổi mạnh gồm các thiết giáp hạm nhanh Hiei và Karishima, tàu tuần dương hạng nặng Chikuma, 9 tàu khu trục, sói hạm của hạm đội Nhật Bản là chiếc tàu tuần dương hạng nhẹ Nagara. Đúng 7:55 ngày 7 tháng 12 năm 1941, các máy bay cất cánh từ 6 tàu sân bay Nhật mở đợt tấn công đầu tiên nhắm vào các nhà chứa máy bay và những chiếc máy bay đậu trên đường băng, đồng thời thả ngư lôi xuống các tàu chiến đang neo tại cảng, mở ra cuộc tấn công bất ngờ. Chỉ trong 5 phút, 4 chiến hạm Mỹ bị trúng bom. Một quả bom rơi vào kho đạn của tàu USS Arizona khiến con tàu phát nổ và chìm cùng hơn 1.000 thủy thủ. Đợt tấn công nặng nề hơn xảy ra sau đó khoảng 90 phút với 170 máy bay của Nhật. Vào thời điểm đó, Mỹ vẫn giữ tính trung lập trong Thế chiến thứ hai và hoàn toàn không có sự chuẩn bị cho cuộc tấn công này. Trên ảnh là thiết giáp hạm West Virginia và California bị trúng ngư lôi. Riêng thiết giáp hạm California trúng phải 2 quả bom và 2 ngư lôi. Trước đó, trong mùa hè năm 1940, hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ đã bắt đầu di chuyển từ California tới Trân Châu Cảng nhằm chống các hành động hung hăng của phát xít Nhật. Trân Châu Cảng nằm trên Oahu, một đảo nhỏ của bang Hawaii, Mỹ. Nơi Mỹ đóng quân nằm giữa Thái Bình Dương và cách khá xa phần còn lại của thế giới. Chiến tranh dường như ở rất xa Trân Châu Cảng. Người ta tổ chức các hoạt động vui chơi và kỷ niệm ở căn cứ quân sự trên đảo. Người Mỹ chỉ nhận ra chiến tranh ập xuống khi máy bay của Nhật oanh tạc căn cứ trong ngày 7 tháng 12 năm 1941. Trước khi trận Trân Châu Cảng nổ ra,
Mỹ đã cấm vận dầu mỏ và thương mại với Nhật Bản, khiến quan hệ hai nước trở nên căng thẳng. Đây là nguyên nhân chính khiến Nhật thực hiện vụ tấn công nhằm vào căn cứ của Mỹ ở Hawaii, dù Washington đã mang tới đây những vũ khí uy lực nhất. Trong thời gian này, chiến hạm là biểu tượng của sức mạnh quân sự Mỹ. Tuy nhiên, toàn bộ trân châu cảng bao gồm Battleship Row, nhóm 8 chiến hạm đang neo đậu, đều trở thành mồi ngon cho cuộc tấn công của quân Nhật. Trong bức ảnh này, người ta thấy một quả ngư lôi đang phóng vào tàu USS Oklahoma. Cảnh tượng trên trâu cảng từ máy bay Nhật cho thấy chiến hạm USS West Virginia trúng ngư lôi. Phát xít Nhật tấn công bất ngờ khiến Mỹ không kịp trở tay và hứng chịu thiệt hại nặng nề. Thất bại đau đớn ấy khiến Washington tham gia Thế chiến thứ 2 bằng cách tuyên chiến với Nhật Bản, Đức và Italy. Hình ảnh quý vị đang xem là chiến hạm USS Helena trúng đạn trong khi khói đen bốc lên từ tàu chiến USS Seoul ở bên phải. Một trong những bức ảnh cho thấy sự khốc liệt của trận chiến hạm USS Seoul nổ tung khi trúng một quả bom từ chiến đấu cơ Nhật Bản. Bất chấp nguy hiểm, một tàu hỗ trợ cố gắng tiếp cận USS West Virginia đang cháy. Nó trúng đạn ở khu neo đậu ngay phía trước tàu USS Arizona và bên cạnh tàu USS Tennessee. Do đầu ở ngoài cùng nên USS West Virginia hứng 9 quả ngư lôi và 2 quả bom khiến 106 thành viên thủy đoàn thiệt mạng. Sau khi trúng phải quả bom 800kg, tàu USS Arizona chìm, phần lớn thành viên thủy đoàn thiệt mạng. Vụ nổ hất văng nhiều người sang các tàu bên cạnh và thổi bay hàng tấn mảnh vỡ lên không trung và xuống biển. USS Arizona là chiến hạm có chiều dài 185m với thủy thủ đoàn gồm 1.512 người. Quý vị đang xem là khói bốc lên từ tàu USS Arizona, trong khi quốc kỳ Mỹ đang bay trên nóc tàu USS Virginia đã chìm. Vụ tấn công làm 2.403 lính Mỹ thiệt mạng và 1.178 người khác bị thương. Hải quân Mỹ mất hàng trăm máy bay cùng nhiều chiến hạm trong trận đánh lịch sử này. Chỉ trong 2 giờ, gần 20 tàu chiến Mỹ bị chìm hoặc hư hại, hơn 300 máy bay bị phá hủy và 2.403 quân nhân, dân thường thiệt mạng. Số người bị thương hơn 1.100 người. Nhiều tàu chiến đã được sửa chữa và quay lại chiến đấu trong các trận đánh sau đó. Đặc biệt, cả 3 tàu sân bay của hạm đội Thái Bình Dương đều không có mặt tại trân châu cảng vào thời điểm cuộc tấn công xảy ra và về sau đóng vai trò then chốt trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ. Quý vị và các bạn thân mến, trận trân châu cảng được cho là cột mốc then chốt của Thế chiến thứ 2. Trong hơn 2 năm của cuộc chiến tranh, Mỹ chủ yếu hỗ trợ Anh và không can thiệp vào cuộc chiến vì lo ngại tác động của cuộc đại suy thoái và những ký ức mất mát trong Thế chiến thứ nhất. Tuy nhiên, những mâu thuẫn trong mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Nhật trong nhiều năm trước đó, cộng với diễn biến trong Thế chiến thứ 2, khiến cuộc tấn công trân châu cảng gần như là sự kiện không thể tránh khỏi. Sự bành trướng của đế quốc Nhật tại Trung Quốc và Đông Dương, cộng với việc nước này gia nhập liên minh với Đức và Ý đã để lại hậu quả là những đòn cấm vận xăng dầu và kinh tế từ Mỹ. Tính đến cuối năm 1941, Mỹ gần như chấm dứt mọi quan hệ thương mại, tài chính với Nhật. Cuộc chiến tại châu Âu mở ra thời cơ chiến lược để Nhật chinh phạt thuộc địa của các nước châu Âu như Đông Dương, Malaysia, Singapore, Indonesia và Philippines. Vào tháng 5 năm 1940, Mỹ biến trân châu cảng làm căn cứ chính cho hạm đội Thái Bình Dương. Người Mỹ không nghĩ rằng Nhật sẽ tấn công Hawaii đầu tiên vì khoảng cách xa xôi, do đó thiếu sự phòng vệ cần thiết. Trong khi đó, các cuộc tấn công trên châu cảng sẽ giúp Nhật gây bất ngờ và đánh sập tinh thần của hải quân Mỹ, ngăn lực lượng này đáp trả khi quân Nhật chinh phạt các mục tiêu ở châu Á Thái Bình Dương. Cuộc tấn công nhìn thoạt qua có vẻ là thành công của Nhật, nhưng trên thực tế đã không đạt được mục tiêu là phá hủy hoàn toàn hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ. Các bể chứa dầu, kho vũ khí và xưởng sửa chữa của Mỹ vẫn được bảo vệ cùng 3 tàu sân bay. Đặc biệt, cuộc tấn công này còn chính thức đưa Mỹ vào Thế chiến thứ 2 và là chất xúc tác giúp người dân Mỹ đoàn kết trong cuộc chiến. Đô đốc Isoroku Yamamoto, chỉ huy trưởng cuộc đánh úp trân châu cảng, đã viết trong cuốn nhật ký của ông rằng: "Tôi sợ tất cả những điều chúng ta đã làm sẽ đánh thức gà khổng lồ
và lấp đầy nó bằng sự quyết tâm kinh khủng. Thật vậy, ngày 8 tháng 12 năm 1941, Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt phát biểu tại Quốc hội và tuyên bố chiến tranh chống Nhật. 6 tháng sau đó, Mỹ phục thù khi khiến Nhật hứng chịu thất bại đau đớn tại trận Midway. Hơn 3 năm sau đó, Thế chiến II kết thúc sau sự kiện Mỹ thả hai quả bom nguyên tử xuống các thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật. Hai vụ thả bom nguyên tử cùng việc Nga tuyên chiến với Nhật ngày 8 tháng 8 năm 1945 khiến Nhật không có sự lựa chọn nào khác là đầu hàng đồng minh vào ngày 14 tháng 8 năm 1945. Washington biện minh cho việc sử dụng bom nguyên tử là cần thiết để kết thúc Thế chiến thứ hai và nhằm cứu hàng nghìn mạng sống trên khắp thế giới. Tuy vậy, nhiều nhà phân tích cho rằng Nhật Bản trước đó đã sẵn sàng đầu hàng và rằng Mỹ chỉ thả bom nguyên tử để phô trương sức mạnh quân sự của mình.